Hello nha anh em. Chúc anh em ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha anh em. Như mỗi khi em xin phép cập nhật xe tại cửa hàng nha anh em. Vừa quay xe vừa tâm tình anh em ơi. Mấy hôm gài buồn quá live stream không ai xem chứ. Nghỉ live stream luôn. Giật cái bô tay ha, cái bô bạc triệu đó, bô của cái nén hàng hậu đà luôn ha, bô riêng nha anh em, đam này mới về. Chiếc Zeno này 22 triệu nha anh em, bà xã bà lấy ra bà chạy thử rồi, bà đung cái chiếc Scoopy bà chổng luôn à. Bà chạy bỏ cái bỏ khoái 50 ha, để cho mấy em nhỏ. Cái này thì gửi anh em ha. Chút gửi anh em. Cái này 70 nha anh em ha. Đây cụ nô. Sumat Alpha, Alpha tứ quý ha. Dãy này thì y như cũ nữa ha. Y như mỗi khi em lên clip anh em ha. Tem lửa nè em ha, tem lửa biển 4 con. Copy của bà xã nó bán luôn nha em. Kêu trường sang đặng nó rửa xe của em nè em ơi, quá trời luôn nè. Kêu nó rửa xe em đi. Hai cái hẹt một càng anh em ơi. Để họ vô trong kia đỡ ồn rồi em kể chuyện cho anh em nghe mắc cười lắm. Bữa nay em bị trưởng công an xã triệu tập. Mời vô phòng lạnh. Xong mà tưởng là vụ gì, hỏi mua xe không, trời ơi hỏi vui chờ neo vui giờ nít chuyện cười. Trời ơi ông cũng đam mê xe như anh em mình, vô tâm sự hết phòng lạnh hết một hồi. Đấy, làm vô tình hôm nay em được mặc quần dài luôn nha anh em. Đấy, nói với mình lịch sự, mình đi vô cái đơn vị cơ quan hành chánh của ta, mình mặc quần dài áo tay dài đàng hoàng. Đá bành vỡ mang giày rít 7 không nha anh em. Chủ yếu là trọng đứng cho nó cho đủ người chứ đá gì chạy gì nổi. Yếu rồi nè mấy anh ơi. Thể thao có mồ hôi xíu rồi chứ nè. Đá đấm vậy nè. Anh em tham quan nha anh em. Tất cả cái xe đây bán hết nha anh em. Bán hết. Đẹp không anh em, đẹp không? 420 triệu anh em ơi. Ai có nhã ý thì alo phép nha anh em, 0948669949. Còn không thì em để trên kệ thấy đấy. Thêm chiếc AMD này cũng để trên kệ luôn nha anh em. Chiếc Cúp Ad này hôm cũng mấy anh em gọi mà nghe giá bỏ chạy rồi. Xe này thì nó vô rim toàn tập hết á. Chỉ có rút đầu thôi, thấy dấu rút đầu thôi. Còn máy móc này kia đều chưa có chạm gì hết. Giấy tờ hải quan. Cặp hậu này là lần đầu tiên mà em gặp luôn. Nó lai giữa cúp và ghim. Ê xào cái chiếc 70 này đẳng coi xăng lửa nó xăng dầu lại cái. Đậu lâu quá đó cái đồ chắc xăng nó bị cặn hay sao đó. Coi lại. Vệ sinh lại. Móc cái chiếc cúp ẹt cái giùm anh ngay. Trời ơi xe cộp của tao mà nhét ở trong đó tao không có ngắm gì được chứ. Mua xe để ngắm mà nó cứ dồn vô kẹt không bằng xăng nè. Mấy anh. Anh em chinh kinh của mình có ai dân hồn lấy lỗ tai sang em cho 10 triệu lỗ tai nha anh em, làm sao tối nay ăn mất lỗ tai nha. Nào là mà lìm nó nghe là lấy lỗ tai anh em ha, nó giỡn đừng làm thiệt tội nghiệp đó nha, nó chưa biết mùi yêu là gì luôn đó. Tối ba thầy trò đốt hết thùng rồi về sáng lần nào nó ngáp ngáp. Ghim lùng vô trong đi. Ghim lùng này hổm gài nhóc anh em hỏi chân. Mà anh tưởng nó mấy đứa bán rồi. Xe ghim lùng này đẹp lắm á. Ở này biển đâu ta? Sài Gòn. Sài Gòn. Biển Sài Gòn 4 con luôn.
này mấy anh em ở Sài Gòn là mua vậy tiền. À để lên review luôn, đúng rồi. Anh nghĩ review luôn. Còn cúp hạt này em cứ để xa xa ra đi. Hồi anh review cúp hạt đó cho anh em xem chơi. Được không anh em? Em thiết kế hai cái kệ gì được không? Thiết kế kệ với bằng sang nó chơi đó. Nè, nó nè. Có 102 nha anh em. Thường thường là giấy 73 mà, chứ hải quan mấy đố mà anh kiếm không phải dễ kiếm. Nói chung là có là phải có thôi. Chứ không có gì mà độc nhất hết, chứ độc quyền, độc cô cậu bảy hết đó. Nhưng mà con gái là anh em rất là hiếm. Ví dụ như có ai mua rồi, ai đó mà mua rồi đi, anh em kêu phép kiếm cho anh một chiếc cúp ẹt. Chắc em nói chục năm sau em mua chưa được chiếc như thế này. Nó rất đẹp nha anh em. Lóc liếc sơn si này kia rồi còn riêng hết luôn nha anh em. Đó, bấm điện thấy không? Nè. Trời ơi, cái kiên đế sắt mà nó đẹp vậy đó mấy anh. Sắt nha. Kiên đế sắt nha. À, bởi vì những cái que bấm này nó móc rồi mà nó đâu có bắn nổi. Đâu có bắn bằng cây ghim của mình được. Đó, anh em dòm. Nè. Tê chứng cúc chưa? Nhiều anh em gọi lắm mà nghe giá rồi bỏ chạy ra. Chị Honda của nó luôn nha anh em. Chị rất lạ luôn. Cái bề ngang nó dày cui à. Nó tròn lụm à. Đã này chứ. Nhìn hộp ngang rất là giống cái ghim anh em ha. Thôi lỡ rồi để em review chứ, mấy cái xe này review riêng đó, mình làm clip mình làm kỷ niệm luôn chứ. Mấy khi mà mua được nó anh em, nó thị trường mình nó rất là hiếm. Quá trời đẹp luôn. Bộ 1985 luôn anh em ha. Nè máy nè, cái sơn của nó như tem lửa anh em ha. Cái bạc nó không có phản quang, bạc nó bạc xám, nó lì lì bẩn mỡ gà anh em ha. Động nó nè, động nó có rút rồi ha. Con chân nồng này không xác định đâu, biết rút nồng không nữa. Cứ chạy đi. Cái tập hậu còn nhãn quái thiệt. Quá trời cái máy luôn anh em. Đã thiệt chứ. Cúp ẹt mà. Sáng mặc quần dài đi vô phòng máy lạnh ngồi hết khúc. Trời ơi, mình cũng công việc tùm lum hết trơn luôn. Vô đợi ông tiếp khách xong rồi ở đâu tưởng gì mắc vô. Dựng vụ gì tới rồi. Ai về đâu ổng cũng đam mê xe. Chút nữa ghé à. Chút nữa chạy là ghé em. Mấy cái này chuẩn bị gửi nha em ha. Của ai vậy? Thì chuẩn bị nhận. Thôi đi đợi đằng kia đi em ơi. Ở đây ồn quá. Để máy luôn nha em. Đây đó chạy đề ba chưa hết số nữa tới rồi. Sang trường nó đang bó xe đẳng rồi. Cái gì nữa đây? GT hả? À. Chứ GT. Coi GT này thế nào anh em ha. GT đẹp gì ta? Anh em tin không? À, xe bếp đi gom á, rồi xong rồi chành nó gửi về á. Nó rất dài là chỉ là không nhớ luôn á nè. Không nhớ xe mà lấy ở đâu đó. Nhiều quá, mua nhiều quá không nhớ. Xe thì ngày nào cũng về liên tục. Về liên tục ngày nào cũng có nha. Ngày nào cũng trên đường về hết. Bởi vì anh em
cần xe nào đó thì cứ cập nhật liên tục, ngày nào cũng có thay đổi liên tục. Anh em cần xe hoặc là muốn tìm cái gì cho mình đó, cứ đăng ký kênh đó, hoặc là comment phía dưới đó, cần cái gì để ăn em sẽ ghi nhận. Chiếc hai đĩa này chốt rồi nha cả nhà. Chiếc hai đĩa này giờ cục máy nó muốn quéo á, trời ơi, trời, xe này cái đầu bò nó nhìn muốn quéo đó, cái vàng này anh em nha, chưa có mở cái nắp nào hết chứ, ốc nào. Không phải bán rồi mình khoe chứ, bán rồi thì nói chung anh em chốt rồi thì ấy rồi, nhưng mà con cái xe không nhận. Hai đĩa cái màu xám này đẹp, em thích nhất cái màu này, loại đĩa này luôn. Cái này là phụ kim đó nha anh em, loại hai đĩa là ống nó vậy đó chứ không phải chế đâu, cái gì đó ống chứ không phải ống đèn như trên đen dưới trắng như xu thái này, hoặc xu này phép. Còn hai chiếc trên này máy cũng riêng nè, cái này xì bo cặp hơi em ngoài chịu anh em ha, tiền nào của nấy thôi, cái gì cũng có giá nó chứ. Nhiều anh em nói sao bán mấy cái xe đó, nó phép không bán, người khác cũng bán thôi, thị trường mà, em đâu có ép ai mua đâu. Ví dụ như là thích đam mê mà trải nghiệm mà, tiền ít thích khói thơm thì phải chịu thôi, đâu ai ép ai đâu. Tiền trong túi với mấy anh mà, mấy anh quyết định, chứ em đâu có bắt mấy anh móc ra mua. Cái chiếc này máy dữ dằn, cục máy đó có dằn ngoài nó vậy đó, nó lậm thợm lậm đậm chết keo, dặn dán keo không chịu lột. 67 rồi, 67 nó kêu thằng sang trường chạy là không phải được. Xe cổ của tôi mà nó bỏ gì đó, vậy mới lại chốt rồi. Em để vậy xe đã bán đó, thấy không đó. Có bán trả góp nha anh em, nu 4 nè, nu 4 đẹp anh em ha, nu 4 này 11 năm anh em, giờ mà đẹp lắm, xe này chắc xe lắm, xe đi cũng nhiều, như là 50.000 vậy rồi, nhưng mà công nhận máy ngon, 55.000, 56.000, 11 năm anh em ha. Nu 4 là cái màu này kia là màu huyền thoại, màu cà phê, nâu 5, Avalanche đầu dầu. Mấy cái này mười mấy triệu, xe ga mười mấy triệu, rất là dễ xài. Trăm mười thái, rất là nhiều xe anh em ha. Sáng đi ăn sáng gặp ông bác sĩ, ông có đâu, ông có Zalo của mình, cũng ở gần nhà. Ông ấy xe kinh kệ chiếc xe gì mà chú thấy đẹp quá vậy phép, dài dép đây chú ơi. Ông hỏi nhiều, em nói 4.2, ông là trời, ông nó bằng cái que ớt rồi. Rồi cái đầu tí xíu về, chưa kịp gì nó tới ông trưởng công an, ông triệu tập. Rồi cũng vô vụ xe nữa, bởi vì làm cái nghề rồi bắt đầu là nó có dạng như là có cái thương hiệu gì đó anh, mấy anh ai cần để xe mà là ới em thôi. Lúc trước mới ra thì nói chung cũng chưa có được nhiều niềm tin ở khách hàng địa phương này kia đâu, nhưng mà bây giờ thì nói chung ra ai mua xe cổ thì toàn loại đây không, người ta không có đi xa mua nữa. Có nhiều người đợi luôn á, mấy anh tin không, em không có, em hết ít ắc mò, bắt đầu là dặn là bắt đầu đợi chừng nào mà em mua được nó mới mua của em, chứ không dám đi đâu mua chứ. Tại vì họ biết ở đây thì chủ yếu là vậy đó, nói mà chỉ có rửa thôi, cái ống nước, ống nước rửa không được chuyên nghiệp, rửa rồi bán, người ta biết mình không có sửa chữa, không có binh độ, không có bùa phép ha, bởi thành ra người ta rất tin tưởng. Kể cả anh em có gì nữa, anh em rất là thương phép, khi không biết mặt mày gì ủng hộ, tiền chuyển rớp rớp, xe thì không có cần phải lấy. Nó như mấy chiếc này đậu đây là tiền bạc này kia rồi là xong xuôi hết rồi,
cứ để đấy. Mà đâu phải ông mua chiếc đâu, 4, 5 chiếc, 5, 6 chiếc, 7, 8 chiếc, cả chục chiếc có. Mua sưu tầm có, mua chơi có, gọi là mua chung là để sử dụng có. Rồi, ok, cảm ơn em đã quan tâm theo dõi video em nhé. Có cần xe gì đó anh em liên hệ với anh Trường. Số hotline đó là 0961 374 375. Số của anh Sang 03255 55330. Hai số đều có Zalo hết. Anh em cần chi tiết hình ảnh video là thế nào đó thì anh em cứ gọi gặp Sang hoặc Trường anh em ha. Nãy giờ quên nói vấn đề mà những anh em mà cầu toàn quá. Thì mấy dòng xe cũ này đừng nên tham gia. Nếu mà mình cầu toàn quá mua xe mới xài mấy anh. Xe mới giờ nó cũng có khu chờ mới mình nè, quay y đâu nè. Mình đó mình mua đi rồi để có khỏi phải mà lỗi nhận lỗi nhẹ gì á mất công phiền hà. Ha, còn đã vô chạm tay vô xe cũ thì mình phải hiểu. Đó, chứ nhầm khi anh em mua chiếc khu chờ ở đây đó, anh em quay quay mà bị liếc cái đĩa nó liếc á, nó cũng bình thường thôi vậy chứ. Rồi cũng nặng nề, cũng quay video rồi gửi này cái đồ là cằn nhằn cử nhử nó kia là cũng nhức đầu lắm anh em. Nó mua xe mới xài đi cho nó khỏe. Rồi anh em ha. Rồi, hết xe máy xin chào thân ái.